1. Xoài là thành viên của bộ ba Hot Kids đang làm chao đảo cộng đồng mạng. Xoài đốn gục mọi con tim bằng sự đáng yêu, hài hước của mình. Đặc biệt, cậu bé còn có nụ cười tỏa nắng, làm chao đảo con dân trên mạng. Trang Lu, hot mom nổi tiếng chia sẻ: "Mình vẫn thường tập cho Xoài thói quen đánh răng hàng ngày, mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ. Mới đầu, Xoài cũng như bao em bé khác, rất lười và ngại đánh răng, lúc nào bố mẹ cũng phải giúp. Nhưng do tính chất công việc của bọn mình nên chúng mình đã tập cho Xoài tính tự lập. Để khi không có bố mẹ bên cạnh, cô cậu vẫn có thể tự làm mọi việc." Cô cũng chia sẻ thêm: "Mỗi lần bố mẹ vào đánh răng đều gọi Xoài nhằm tạo môi trường cho Xoài, phân tích cho Xoài hiểu tác hại của việc lười đánh răng là như thế nào. Lâu dần sẽ tạo cho Xoài thói quen." 2. Cam Cam. Bé Cam của mẹ Loan Hoàng luôn là cô công chúa đáng yêu nhất của Đậu và Xoài. Cô bé có phần nhút nhát nhưng lại cực đáng yêu và ngoan ngoãn. Netizen đôi lúc cũng phải điên đảo về tính tự giác và sạch sẽ của cô nàng. Khi thì cầm chổi quét nhà giúp bố mẹ, khi thì tự giác vệ sinh cá nhân. Loan Hoàng chia sẻ, cô không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc vệ sinh răng miệng của Cam. Vì từ khi còn nhỏ xíu, gia đình Cam đã có thói quen cùng đánh răng và rửa mặt với nhau. Cam học rất nhanh, thấy bố mẹ chải răng thì cũng chải theo, lâu dần thành thói quen của Cam và cô bé đã biết mỗi lần trước khi đi ngủ thì mình đều cần phải đánh răng sạch sẽ. 3. Đậu. Chàng trai Đậu được xem như anh cả của bộ ba Hot Kids đình đám hiện nay. Mới 5 tuổi nhưng cậu bé đã biết cách đọc và viết thành thạo, đôi lúc lại rất được lòng người hâm mộ với khả năng đọc tiếng nước ngoài của mình. Tuy thông minh và nhanh nhẹn là thế, nhưng mỗi lần đánh răng của cậu cũng đều là một trận chiến với bố mẹ. Sự mải chơi đôi khi làm Đậu quên mất đi việc phải đánh răng. Để tập cho Đậu thói quen đánh răng mỗi ngày, mẹ Nam Thương đã nghĩ ra cách bật cho Đậu những bài hát đánh răng thú vị ở trên mạng. Rồi cùng Đậu mỗi sáng và tối đánh răng theo giai điệu của bài hát. Đậu rất yêu thích ca hát nên việc đánh răng với một bài hát thú vị khiến Đậu quên luôn đây là một nhiệm vụ của mình. Cậu bé thực hiện nó rất dễ dàng và vui vẻ chứ không còn mếu máo mỗi lần đánh răng nữa. Bằng cách tạo cho bé những niềm vui khi đánh răng, Nam Thương cũng đã không quá vất vả như trước kia nữa rồi. Chắc hẳn chúng ta đã không còn xa lạ với những em bé hot nhất mạng xã hội này. Các hot mom đã dùng những cách này để tạo động lực cho Cam, Xoài và Đậu đánh răng mỗi ngày. Còn bạn thì sao? Đừng quên đăng ký kênh của Nha Khoa Paris để theo dõi thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé!